sản phẩm giá thấp hay sản phẩm giá cao thì dễ bán hơn? Trước tiên mình hỏi bạn một câu hỏi nhé. Bạn mong muốn điều gì khi bạn bán được hàng? Mình mong muốn bán được dễ hay mình mong muốn có được nhiều tiền hơn? Ví dụ như mình có thể bán những cái thứ rẻ rẻ như là bán tăm, bán diêm này, ít tiền hơn và dễ bán hơn. Nhưng tại sao người ta lại chọn những cái thứ đắt tiền hơn? Ví dụ như kiểu bán bất động sản này, nó có giá trị đến vài tỷ, thậm chí là vài trăm tỷ luôn. Quan trọng đó là do mọi người lựa chọn, hướng đi của mọi người như thế nào, công việc đấy nó có phù hợp với mọi người hay không, kèm theo đó là công việc đó có thể phát triển trong tương lai gần hay không, có thể giúp cho mọi người có được nguồn thu nhập tốt so với cái mong muốn của mọi người hay không. Câu hỏi này bắt nguồn từ vấn đề của bạn chứ không phải bắt nguồn từ mong muốn. Rõ ràng bán hàng là mong muốn kiếm được nhiều tiền và trở nên giàu có, nhưng các bạn đã đang gặp một cái vấn đề, đó là không biết phải bán phải được sản phẩm nào, cứ nghĩ bán được nhiều hàng là trở nên giàu có. Lô 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 lô, không phải thế các bạn nhé. Bán hàng, nhưng để giàu có hay không, bạn phải xem giá trị mà đơn hàng mang lại cho bạn có thực sự kiếm được nhiều tiền hay không. Ví dụ như bạn bán hàng tăm cũng được, nhưng tăm nếu mà bạn bán 1 triệu đơn hàng tăm một ngày thì cũng ok, nhưng nếu bạn chỉ bán được một đơn hàng tăm một ngày thì không ok nhé. Còn nếu bạn bán bất động sản thì một tháng bạn chỉ cần bán được một đơn hàng thôi, bạn đã có thể kiếm được vài trăm, thậm chí là cả tỷ đồng. Đấy, một đơn hàng thôi nhưng có thể khiến bạn trở nên giàu có, đúng không nào? Đấy, tức là bán cái nào để nhanh chóng trở nên giàu có. Câu hỏi, một câu hỏi nữa này. Theo mình ý, thì sản phẩm giá thấp hay giá cao không quan trọng, mà quan trọng là giá trị sản phẩm mang lại cho người tiêu dùng. Nếu mà có giá trị thì sản phẩm giá thấp hay sản phẩm giá cao đều rất ok. Khách hàng sẽ cần và bạn sẽ bán được hàng và sẽ tạo ra được nguồn thu nhập cho bản thân mình và cũng sẽ trở nên giàu có. Sản phẩm giá thấp nhưng mà chưa chắc đã rẻ các bạn nhé. Vì giá thấp nhưng mà chắc gì đã giải quyết được vấn đề cho khách hàng, mà có khi còn làm cho họ rước thêm bệnh vào người. Ngược lại, sản phẩm giá cao nhưng mà chưa chắc đã đắt, có khi lại rẻ hơn khác. Ví dụ như sản phẩm giảm cân em Huyền đang bán này, không chỉ giúp cho con người ta lấy lại vóc dáng thon gọn mà còn giúp thải độc tố, làm đẹp da. Đấy, một vốn nhưng mà mấy lời. Chính vì thế, khi mà chọn sản phẩm để bán ý, mình nên chọn những cái sản phẩm có giá trị cao, có thể giúp ích được người tiêu dùng. Đấy, thường thường ý, trước khi bán một sản phẩm nào đó ý, thì bản thân em Huyền sẽ là người trải nghiệm sản phẩm đó, xem nó có thực sự có cái giá trị như cái giá mà nó đã đưa ra hay không. Nếu mà nó ok, em bán, còn không ok, xì tốp nha. Chúc các bạn chọn được câu trả lời đúng đắn nhất với mình. Xin chào.